khi chúng ta đặt vấn đề sáng tạo, chúng ta vẫn phải quay về cái nguyên lý căn bản của cái cấu trúc. Xét về mặt nguyên lý thì cơ thể con người và cơ thể con thú có cùng một cái nguyên lý cấu trúc như nhau. Cái cột sống của người á, nó gồm có đốt sống lưng này, thắt lưng này, xương cùng xương cụt này. Cái lồng ngực thì thầy quay vào cái hình elip, và hình elip này có một cái trục nghiêng. Em có thể quan sát thấy thầy gạch một cái đường ở dưới nữa, thì đại diện cho xương chậu, và nó có cái trục nghiêng ngược lại. Đây là cái nhịp căn bản của cái cấu trúc người. Bên trên là cái phần sọ, ở dưới khớp chậu thì chúng ta có xương đùi bắt vào và cẳng chân bên dưới. Đây là cái cấu trúc cơ thể người. Cái bả vai thì tạm thời quy vào cái hình tam giác, ở đó có cái khớp vai mà chúng ta có cái cánh tay. Bàn tay xuống tới nửa đùi, đó là cái nhịp căn bản. Cái nhịp căn bản, cái tỷ lệ căn bản nó xuất phát từ cái cấu trúc xương. Rồi bây giờ thầy sẽ đưa nó về, thầy sẽ đưa nó về cái tư thế của thú bốn chân. Có nghĩa là anh chàng này anh sẽ cúi xuống, anh sẽ khom người xuống để đi về cái tư thế của thú bốn chân. Nó sẽ tiện cho cái việc chúng ta so sánh với con thú. Cái đúng sống thắt lưng này, sống thắt lưng muốn gì đó, nó cơ động, nó cơ động thì lúc này nó giãn ra, chúng ta nó giãn ra và theo cái theo cái khung của lồng ngực, theo cái khung lồng ngực, theo khung lồng ngực như vậy, lúc này nó căng ra như vậy. Xương chậu của chúng ta xương chậu của chúng ta sẽ trong khu vực này. Rồi chân, chân thì chúng ta sẽ quanh xuống như vậy. Rồi tay, bả vai, bả vai của chúng ta vẫn có cái hình tổng thể là tam giác như vậy. Tam giác như vậy. Lúc này thì chúng ta sẽ lùi cái giò tay về phía sau và chống cái cánh tay về phía trước, và sau đó là bàn tay chúng ta chống xuống như vậy. Đương nhiên chắc là các bạn cũng đồng ý với thầy, khi mà chúng ta khom người xuống như vậy thì mặt của chúng ta trong tư thế này thì phóng lên như vậy, thì thầy sẽ linh động cho cái cổ, bởi vì xương cổ thầy cũng muốn nói ở đây đó là cái xương cổ là cái vùng cơ động, muốn gì các cái đốt đệm ở đây nó sẽ dặn, cho nên nó sẽ là cái vùng cơ động như cái vùng sống lưng này. Như vậy thì đầu của chúng ta trong tư thế là ngẩng lên như vậy, có thể thêm một tay nữa để cho các bạn nó cân bằng, phân tích cái vấn đề của chúng ta khi ở trong tư thế này. Thứ nhất, để mà ở trong tư thế này thì mũi bàn chân bấm xuống đất rất là nặng, chịu rất là nhiều cái lực. Như vậy thì nó muốn bấm xuống đây này, nó muốn bấm xuống đây thì nó phải có một cái lực kéo ngược lại rất là mạnh. Như vậy thì sẽ tạo áp lực lên cho cái vùng cơ ở đây, tạo áp lực lên cho cái vùng cơ chân ở đây. Ngược lại, để mà giữ cái chân trong tư thế co như vậy thì đùi cũng là một cái vùng nóng. Rồi cổ trong tư thế này cũng là cái vùng nóng. Tương tự là để cho tay bấm xuống đất thì cơ ba đầu cũng sẽ chịu một cái áp lực rất lớn. Như vậy thì trông có vẻ như là cơ thể của chúng ta không được thiết kế cho cái việc đứng bốn chân. Như vậy thì lẽ có vẻ như là thầy sẽ phải thiết kế lại cái cơ thể này một chút. Bây giờ thầy sẽ dựa trên cái cơ thể này và thầy thử lại với một cái bản cải tiến, thì bây giờ thầy sẽ cải tiến, còn cải tiến thành cái gì thì nó sẽ theo những cái phân tích của thầy về sau. Bây giờ thầy sẽ phân tích lại trong tư thế này trong tư thế này thì nội tạng này, lục phủ ngũ tạng của chúng ta này, lục phủ ngũ tạng của chúng ta sẽ được chứa ở trong này. Như vậy thì thầy cần cái khung chậu, thầy cần cái khung chậu nó rộng và nó mở rộng ra như vậy, nó sẽ đỡ, nó sẽ gánh cái nội tạng này. Nhưng mà ở đây thì phần nội tạng cũng sẽ rơi vào cái khoảng không, như vậy thì trông có vẻ như là cái cánh chậu này không cần phải rộng như vậy nữa, cho nên thầy nghĩ là thầy sẽ thiết kế lại cái cánh chậu. Thầy vẽ cái thầy tính từ cái chậu trước
Là bởi vì nó là một cái thanh chống, bởi vì cái xương sống nó nằm ngang mà, nằm theo phương ngang. Đó, đây là cái vùng thắt lưng, nó sẽ chống ở ngay cái vùng xương cùng, xương cùng. Thắt lưng thì nó võng xuống do trọng lực, còn xương sống, cái vùng thắt lưng thì vẫn phải cong lên, bởi vì ở đây nó sẽ tạo lên cái cấu trúc hình vòm, chúng ta hay gọi là lồng ngực đó. Thì các cái xương sườn nó bọc lại thành lồng, thành một cái lồng. Cái bả vai này, tam giác của bả vai của cái cơ thể mình này, thì trong cái tình huống của cơ thể đó thì mình sẽ lắp cái xương ở đây ha, và xương cánh tay nó sẽ ở đây, nó sẽ ở đây và nó sẽ chống lên, nó sẽ chống một cái lực lên trên này. Đó. Thì bây giờ có vẻ như là với cái lực ngang ha, chèo chống ngang của cái xương bả vai thì có vẻ như không chịu được cái lực này, cho nên đâu đó một cái cấu trúc hợp lý hơn nó sẽ là theo cái chiều dọc, nó sẽ theo cái chiều dọc. Như vậy thì thầy sẽ sửa đổi cái tư thế của cái bả vai chút xíu. Như vậy thì thầy có một cái bả vai mới, nó trông có vẻ như là phù hợp hơn, để cho các bạn phù hợp hơn thầy sẽ bố trí nó theo cái chiều dọc. Ok, thầy vẫn để cái gai vai ở đây, để gai vai ở đây để cho nó giữ cái tấm ha, vốn dĩ cái cấu trúc tấm như vậy. Chúng ta có thể liên hệ với cái sắt ha, với sắt chữ T, với sắt chữ T, với cấu trúc sắt chữ T, sẽ giữ cho tấm này khỏi phải bẻ quặp xuống như vậy, khỏi phải bẻ quặp xuống trong cái trường hợp là nó phải nằm mỏng như vậy, nó ở trong tư thế mỏng vậy. Rồi, như vậy thì cái cấu trúc này cũng tương tự với cái gai vai này, cho nên thầy cũng phải giữ cái cấu trúc gai vai này. Rồi, cánh tay trong tư thế của con người, cánh tay trong tư thế của con người vốn dĩ không có để chống như vậy, cánh tay của chúng ta được mệnh danh là rất là linh động, cho nên thầy sẽ cải tiến một chút xíu để cho nó phù hợp với cái lực chống như vậy. Đâu đó cái đường cong này, đâu đó cái đường cong này sẽ chịu lực tốt cho cái lực cái cong, cho nên thầy sẽ chế cái xương cánh tay lại một chút xíu. Sau đó thì hồi nãy chúng ta phân tích rồi ha, ở đây cái cơ ba đầu của cơ thể mình nó trông có vẻ không chịu nổi cái lực của bám, của cái lực bám của cánh cánh tay, như vậy nó phải bẻ một cái lực rất lớn. Thì cái cánh tay đòn là cái cùi chỏ của chúng ta, tương ứng với cùi chỏ của chúng ta thấy cơ thể nó quá nhỏ. Thì ở đây các bạn có thể thấy, như vậy ở cái cánh tay đòn này, cái xương này, cái xương đánh xuống này nó giống như là nó giống như là cái đòn bẩy vậy, đòn bẩy vậy. Ở đây là điểm tựa, ở đây là điểm tựa, đúng không? Cánh tay này là L1 và cánh tay này là L2. Đây là cánh tay đòn số 1, đây là cánh tay đòn số 2. Như vậy thì nếu mà cánh tay đòn này quá bé ha, quá bé thì có vẻ như là nó sẽ yếu ha, nó sẽ yếu cái lực. Cánh tay đòn này dài hơn, cánh tay đòn này dài hơn thì đương nhiên mình sẽ bấy tốt hơn, đúng không? Như vậy ở đây mình tăng cái này lên chút xíu, mình tăng cánh tay đòn này lên chút xíu. Không nhiều, không nhiều, bởi vì cái biên độ nó sẽ ảnh hưởng tới cái cấu trúc, cho nên tăng lên một xíu. Thì ở đây cũng trên tinh thần đó thầy sẽ tăng cái biên độ cho, thầy sẽ tăng cái chiều dài của cánh tay đòn lên chút xíu, và đó chính là cái gì đó thì lát nữa chúng ta sẽ nói, chắc là bạn có thể nói ra được ha, nó chính là cái cùi chỏ, đúng không? Rồi, ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có cái cấu trúc tương ứng với cái cổ tay. Trong cái cổ tay của chúng ta nó sẽ có nó sẽ có cái đầu xương ha, xương quay nè, xương trụ nè, rồi các cái xương đệm ở cái bàn tay nè, xương cả, xương thê, xương đậu, xương tát gì đó ha, rồi nó mới đến ha, nó mới đến xương đốt bàn, đến xương đốt bàn, đốt bàn xong rồi mới đến đốt ngón ha, đốt ngón, thì vẽ rất là nhanh ở đây, những cái này chúng ta hoàn toàn có thể tra khảo được, cho nên là sắp tới cũng rất là nhiều, cho nên chúng ta sẽ không mất thời gian. Như vậy thì cái vùng đệm ở đây sẽ có tác dụng là tản lực, chịu lực và làm cho cánh tay linh động. Như vậy thì không có lý do gì thì thầy không có giữ cái kết cấu đó ha, cái cấu trúc đó cho con thú. Cái gì cần thì thầy mới cải tiến đi thôi ha, mới thêm vào, còn nếu như nó đã là tối ưu thì thầy sẽ giữ lại đó. Như vậy thì thầy sẽ phát thảo nhanh ở đây. Rồi, giống như thầy nói khi nãy ha, cái cấu trúc và lồng ngực, cấu trúc lồng ngực vốn dĩ nó chứa cái nội tạng của nó ha, cho nên thầy cũng sẽ giữ ở đây chứ ha, nên giữ lại đây. Như vậy thì cấu trúc xương sườn, cấu trúc xương sườn nó sẽ là cái khu vực này.
Rồi xương sống của khu vực này. Bây giờ chúng ta thấy là cái thân trên của nó bây giờ cắm xuống đất, nó không giống như chúng ta là được giải phóng cái đôi tay. Thì bây giờ cả hai tay đều là chịu lực, gánh cái trọng lực. Thì khi vận động như vậy, cả cái thân mà xoay như vậy, nó sẽ sinh ra một cái moment quay rất là lớn, và để cho cơ thể nó bớt cái lực dằn. Thầy nghĩ là thầy sẽ nên cho nó một cái cấu trúc gì đó dài ra. Có thể các bạn gọi đây là cái đuôi ha, và đúng là chúng ta sẽ gọi nó là cái đuôi. Nhưng mà thầy sẽ cho một cái cấu trúc như vậy, thầy nối dài cái cột sống này ra, bởi vì thầy thấy là cái cột sống này là một cái cấu trúc vững vàng và hợp lý nhất khi mà thầy tăng nó lên thay vì gắn nó với một cái thứ khác. Rồi ở đây giống như nãy thầy nói, thầy vẫn để cái một cái khung để đỡ lấy cái phần sau. Ở đây chúng ta đỡ một lần rồi, ở đây chúng ta đỡ một lần nữa. Ở đây thầy sẽ gắn cái chân vào, cái chân vào đó, cái chân vào thì cũng tương ứng với chúng ta, thì đây là xương đùi, đây là xương đùi, bánh chè đúng không, hết xương đùi thì tới bánh chè và cẳng chân, thì chúng ta lắp cái xương vào. Rồi tương ứng ở đây thì chúng ta có gót chân, và cũng giống như nãy thầy nói, cánh tay đòn trong cái lực, trong cái tư thế này thì lực nó dài rất lớn, thầy sẽ tăng cánh tay đòn lên một chút xíu thì lực nó sẽ lớn hơn. Khi cánh tay đòn dài hơn thì lực nó sẽ mạnh hơn, nó sẽ sinh ra lực mạnh hơn. Như vậy thì thầy sẽ tăng cái cánh tay đòn đi lên chút xíu. Đây là bàn chân, giống như cái chân trước, giống như chân trước. Rồi ở khu vực này thầy vẫn bảo lưu cái cấu trúc là xương cụt. Xương cụt này nó không có kết nối với xương ức, nó lửng ra như vậy, một đầu lửng như vậy, thì nó sẽ phục vụ cho cái việc cơ động ở cái vùng ngực, lồng ngực và chậu, lắc lư và nó xong có bị khóa khớp ở đây. Như vậy thì thầy bảo lưu cái cấu trúc đó cho cái con thú của thầy. Thì bây giờ thực sự là thầy vẫn chưa biết nó là cái con gì. Vấn đề nằm ở chỗ không phải nó là con gì, mà nó sẽ chúng ta sẽ đi giải cái bài toán nó hợp lý như thế nào, nó như thế nào thì nó sẽ hợp lý. Bởi vì chúng ta đã đặt sáng tạo rồi ha, chúng ta đã đặt cái vấn đề là sáng tạo rồi. Bây giờ bạn hỏi thầy là sáu chân ở đây thầy đã thiết kế được trên cơ thể người, thầy rút ra được ở đây là hai chân đúng không, hai chân rồi. Bây giờ bạn muốn thêm hai chân nữa vậy bạn phải làm rõ là chân trước hay chân sau. Trước tiên là chúng ta phải làm rõ cái bài toán đã. Muốn thêm hai chân, vậy thì hai chân bạn muốn thêm vào là chân trước hay chân sau? Thực ra trong cái con thú của Avatar nó đặt vấn đề rất rõ, đó là hai chân trước. Như vậy hai chân trước ở đây, hai chân trước và hai chân sau nó có cái cấu trúc, thầy có thể tổng quát lại nó như vậy ha. Đây là cái cơ thể thú này, đây là cái hình hạt đầu. Thì chân trước là gồm có bả vai, cánh tay, xương chậu và xương đùi, nó thành hai cái dấu lớn và dấu bé đối xứng lại với nhau như vậy. Cho nên nếu mà thầy gọi là thêm chân sau thì cái cấu trúc sau nó sẽ như vậy. Nếu thầy gọi là thêm hai chân trước thì hai chân trước nó sẽ theo cái nhịp này, và thầy nghĩ là nó chuyển động cùng pha, nó nên chuyển động cùng pha. Nếu trong trường hợp của Avatar thì nó sẽ là hai chân trước. Hai chân trước và hai chân trước này cùng pha, bởi vì các bạn nghĩ coi nó nằm rất là khác nhau ha, và nếu biên độ của thằng này mà nó lệch pha nữa thì tự nó hại nó, hai chân sau sẽ được đấu vào nhau, như vậy thì nó sẽ bất lợi cho chính cái con vật đúng không? Thì cho nên là bạn phải xác định rõ chân trước hay chân sau. Như vậy thì chân trước, cái cấu trúc chân trước, cấu trúc chân trước thì nó sẽ gồm có bả vai, xương bả vai. Thầy sẽ làm rõ cái cấu trúc của xương bả vai ra ha. Đây là cái phần sụn này ha, đây là cổ xương này ha, đây là đó là gai vai ha, trên tương ứng với tên của cái cấu trúc cơ thể người chúng ta gọi là gai vai. Ở đây cũng có phần sụn, nói chung là nó sẽ đóng cái vai trò là bôi trơn ha, giảm cái ma sát, giảm được ma sát và để tránh tổn thương cho xương. Như vậy thì đây là cái vùng bả vai và tiếp giáp với cái cánh tay trước. Nếu mà thầy thêm vào cánh tay trước thì tất nhiên là thầy phải thêm cái bả vai, hoặc là thầy sửa cái cấu trúc bả vai. Nhưng mà trong trường hợp của Avatar và thầy nghĩ cũng nên như vậy, thì thầy sẽ thêm một cái bả vai nữa, đơn giản vậy thôi. Hình thù cái nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là gai vai hả? Nguyên tắc là gai vai
nó sẽ giữ cho cái mặt phẳng ở dưới chắc. Như vậy thì thầy thêm cái thầy giữ cấu trúc chính của nó, căn bản cốt lõi của nó, phần này phần khớp ha, và giống như thầy nói cái dạng cấu trúc hình cung như thế này nó sẽ vốn dĩ nó đã chứa ở trong nó cái gọi là cái ứng xúc trước ha. Như vậy thì cong xuống là để chống cái lực lên, mà cong lên là để chống cái lực xuống, cho nên thầy vẫn đảm bảo cấu trúc của nó. Như vậy thì chân sau thì nó khác với chân trước, và chân trước thì nó sẽ giống với chân trước của cái có sẵn. Như vậy thì cứ thế mà thầy làm thôi. Đây là cái xương đệm nãy thầy nói này, đây bây giờ là đốt bàn nè và đốt ngón nè, chúng ta vẽ đơn giản như vậy. Như vậy là thầy đã có được cái chân. Như vậy thì với cái con thú này thì thầy nghĩ là nó cũng sẽ phải tăng cái cuộc sống lên chứ, đúng không? Tăng nó dài ra luôn ha, dài ra, mà đương nhiên là nó trên cơ thể người chúng ta cũng thấy cái cuộc sống này nó liên tục với cái cổ, liên tục với cái cổ. Bây giờ cái cổ như vậy, giờ chúng ta sẽ làm việc với cái khung sọ của mình. Thì bây giờ cái khung sọ, cấu trúc cơ bản của khung sọ nó sẽ chứa những cái bộ phận để chúng ta tiếp xúc với cái thế giới, bởi vì nó sẽ có mắt nè, có miệng nè, có tai nè, thì cũng cấu trúc như vậy. Thì thú cũng vậy thôi, căn bản là gì? Sọ. Thầy vừa nói và thầy vừa biến tấu luôn cho nó nhanh. Sọ này ha, trán này đúng không, rồi gò mắt này đúng không, rồi mũi này đúng không, rồi hàm này đúng không, sọ này không, rồi hàm dưới này đúng không, hàm dưới này đúng không, gò má nè ha, hốc mắt nè, gò má nè, hàm trên nè. Thì bây giờ nó là hình gì thì do thầy thôi, do các bạn thôi, các bạn muốn vẽ nó là cái hình gì. Thì nó sẽ có cái sọ như thế, cái sọ như thế. Trên cơ thể người thì nó có một cái mõm vẹt ở đây, thì trên mõm vẹt có cái vai trò rất là quan trọng là để cho cái cơ thái dương nó bám vào và nó kéo lên, nó có cái hình cánh quạt như vậy nè, nó kéo lên, nó phục vụ cho cái hoạt động cắn của cái hàm, đúng không? Như vậy thì cái việc mà mình tạo hình cái khung đầu của nó là do mình thiết kế cái khung sọ, là gò mắt này ha, hốc mắt này ha, xương mũi nè ha, rồi đương nhiên cái phần mũi mà các bạn hay thấy thì nó sẽ là nó là cái phần sụng, nó là cái phần sụng, cho nên cái phần sụng là cái phần mà nó sẽ tiêu biến đi khi mà cái cơ thể chết, cho nên là đó là lý do mà thầy vẽ ngắn như vậy thôi, bởi vì nó chỉ còn lại cái phần xương, chúng ta đã xác định là vẽ xương rồi. Ok, cứ như thế thì thầy không biết các bạn muốn chế cái con gì ha. Thầy cũng biết ngay từ đầu thầy đã nói, thầy không biết, thầy cứ vẽ qua đi ha. Thầy biết thầy vẽ con gì, bởi vì nó là con gì thì phụ thuộc vào trong trường hợp này, cụ thể này, có nghĩa là bây giờ thầy muốn vẽ sao cũng được hết ha. Thầy vẽ một cái con thú mà nó như vậy đi, thầy vẽ cái con thú nó như vậy, với cái vòng trán nó như vậy, trán nó như vậy, cho trán nó dài một tí nữa đi cũng được, sần sùi lên một tí nữa đi cũng được, rồi trán nó như vậy, rồi đương nhiên nó cũng có cái xương chẩm ha, mỏng chủng giống như mình, rồi gò mắt nè ha, rồi gò má nè, cung gò má nè, rồi gò má nè. Thầy cũng chưa biết nó ra cái gì luôn, từ từ coi thử nè. Sống mũi nè, vách mũi nè, hàm nè, rồi hàm, hàm dưới nè, hàm dưới đánh ra, hàm dưới dài hơn, ok. Rồi mõm vẹt nè, góc hàm nè, rồi răng nè, răng ra trong khu vực này, rồi hàm trên nè, răng. Như vậy là nó ra cái hình như vậy. Thì khi nó ra hình như vậy rồi, thì cái việc còn lại là chúng ta sẽ bám theo nó để mà tạo hình. Ở đây thầy diễn tả cho các bạn với cái tư thế là tự do ha, được vẽ cái vấn đề nó tự do, nhưng mà từ đó các bạn cũng thấy là các bạn có thể dùng chính cái tự do đó để làm theo ý của mình, và quan trọng là nó ra cái gì. Rồi bây giờ cái phần xương nó là như vậy. Tóm lại, cái phần xương là cái phần tạo hình, nó đã có hình thù như thế rồi đấy. Vậy thì cái phần cơ nó sẽ trông như thế nào và con vật này như thế nào? Thầy có thể là xóa bớt cái khu vực này để bắt đầu gắn cái cơ vào, để coi thử là cái con này nó trông như thế nào. Thầy cũng rất là tò mò không biết cái con vật này như thế nào. Thì các bạn thấy hồi nãy thầy có phân tích ở đây nè, khi mà ngẩng cổ như vậy á thì chúng ta không được thiết kế cho cái việc đó, cho nên nó là cái cổ này sẽ rất là mỏi, rất là đau ha. Cho nên thầy nghĩ là thầy sẽ làm cho cái vùng cơ ở đây nó lớn hơn, và để cho cơ nó bám lớn hơn thì thầy nghĩ là cái gai sống nó sẽ phải dài hơn, tất nhiên rồi. Rồi thầy mới bám vô cái gai này, bám vô cái gai để níu vào. Như vậy thì tóm lại là thầy có một cái cổ nó to như vậy. Đơn giản đây là cái góc vai ha, một góc vai nó nhô lên như vậy, là một góc nhô này, hai cái góc nhô này, nó sẽ nhô lên,
nhô lên, nó sẽ tạo lên cái cấu trúc nhô lên. Rồi xương sống thì đương nhiên là giống cơ thể người thôi ha, nó cũng có dựng sống lưng và đương nhiên nó sẽ bít hết các cái đầu xương mà nãy mình nói, nó sẽ ra đây. Ở đây chúng ta thấy là có cái chậu nè, không? Hồi nãy có cái chậu nè, vô lên. Như vậy ở đây chúng ta giữ cái gót này. Rồi ở đây là ra cái đuôi nè. Ở đây cái xương xương ụ ngồi nè, tương tự với cái xương ụ ngồi của chúng ta nè. Như vậy thì nó sẽ đổi cái phần thịt ra nè. Thì đuôi nó sẽ ra như vậy. Nó sẽ ở đây nó ra còn cái phần đuôi ụ ngồi nè. Ụ ngồi xong rồi nó tới cái gì ta? Xương cơ mông, mình đứng cái đó thì mông. Nhưng mà mông trong của con thú rất là lạ ha. Các bạn nghĩ đây là mông đúng không? Các bạn nghĩ đây là mông, thì không phải đâu ha, nó là đùi sau, còn mông của nó rất là nhỏ. Đây ha, cái trên cơ thể mình, cơ hai đầu, cơ sinh đôi ở phía sau, nó sẽ bám từ trên đầu của xương đùi. Thì ở đây cũng thế thôi ha, nó cũng bám từ trên này, như vậy nó thành cái bụng chân này, nó thành cái bụng rất là to này. Và đến đây nó thành gân này, gân và nó bám vô gót chân này. Như vậy là chúng ta có cái gót chân như vậy, đầu xương to như vậy. Đùi trước chúng ta có cơ chày trước này, cơ mắt dài mắt ngắn gì đó, nó cũng tạo thành một cái khối ha. Rồi phía trước chúng ta có cái gì, tứ đầu đùi đúng không, tứ đầu đùi. Thì ở đây tất nhiên con thú nó cũng vậy các bạn, tứ đầu đùi, mà tứ đầu đùi của nó rất to. Rồi ở đây hồi nãy mình nói gì, đúng không? Bánh chè đúng không, ok bánh chè ha. Rồi ở đây chúng ta có gì nữa, cơ căng mạc cân đùi đúng không, như vậy nó sẽ tạo thành cái lớp chằng ở đây. Và rõ ràng mình thì chân linh động, còn chân của nó khép bên thân cho nên là gần như là cái đùi nó ép vào bên thân luôn, nó chỉ còn lại cái nếp da như vậy thôi. Như vậy ở trong này chúng ta có thể thấy là nó sẽ có các cái cơ tứ đầu đùi giống như chúng ta, rộng trong rộng ngoài gì đó ha, phía sau là hai đầu đùi ha, nó tạo thành cơ khối như vậy ha. Rồi đây là sao thầy vẽ nó chồng lên ha. Rồi bây giờ bụng, bụng thì bây giờ nó chứa cái nội tạng và nó thông xuống, ok. Anh nào mà vận động nhiều thì nó sẽ thon cái bụng lên. Nhưng mà ở đây mình giả sử mình thon đi ha, mình cho thon coi sao, thì nó sẽ thon thôi, mình muốn thon nó sẽ thon. Còn mình muốn bầu bỉnh ra thì nó sẽ bầu bỉnh, đó là tùy mình. Đây là cái vùng cơ chéo và nó sẽ giữ, nó sẽ giữ cho cái vùng bụng và cơ thẳng bụng ở bên dưới. Cơ thể bụng bên dưới. Rồi trên cơ thể của chúng ta ha, chúng ta thấy nè, chúng ta thấy ở đây cơ lưng rộng nè, cơ lưng rộng nó bám ở khúc sau xương cùng, xương cụt và bám vào cái chậu và nó đi lên và nó bám vào trong cánh tay, nó tạo thành một cái bảng xương rộng như vậy, bám trong cánh tay ở đây. Thì trong tư thế của con thú quặp xuống như vậy, người nè tay mình ở đây nè, thì bây giờ cơ mình nó vẫn phải đập quặp xuống đây ha. Nó đi như vậy, nó đi như vậy và nó xuống cánh tay y chang với cái cấu trúc của con người. Thì con thú cũng như vậy mà các bạn, nó từ đây ha, nó băng qua cái đây ha, và nó đi vào cái cấu trúc của cánh tay, đi như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta sẽ thấy cái cấu trúc của cơ của con thú ha, nó sẽ có những cái cơ tương ứng, nó đi vào cánh tay. Đương nhiên khi mà nó kéo thì làm cho tay đánh lùi lại vậy thôi ha. Rồi ở đây cơ thể mình nè, cơ thể mình trong cái tư thế khi đưa về cái tư thế quặp xuống, thì các bạn thấy là hai tay ép về phía trước như vậy, thì các bạn nghĩ coi vai trò của xương đòn còn không? Thầy nghĩ là không nên, cho nên thầy quyết định cải tiến nó đi ha. Ở của chúng ta nè, xương sống nè ha, xương sườn nè bành rộng về chiều ngang đó, phía trước kết nối với xương ức thì nó có cái hình elip ngang. Đối với con thú thì thầy nghĩ là nó không cần, cho nên thầy sẽ biến nó thành cái elip dọc. Đây vẫn là xương sống nè, nhưng mà cái khung lồng ngực của nó nè, và rõ ràng hai bên bả xương nãy thầy nói đó ha, bả xương nó ép hai bên đây, cho nên là chỗ này không có cần nông rộng để làm gì, cho nên là thầy sẽ bỏ luôn cái xương đòn. Như vậy con thú của thầy có gì, để cho cái đầu lắc lư cũng giống cơ thể mình, thì nó sẽ có bõm chũm nè, ức đòn chũm, nhưng mà vừa mất đòn rồi đúng không, thì còn chũm và đòn, như vậy thầy sẽ bảo lưu cái ức đòn đúng không. Rồi cơ thang bám vào vai, gai vai, thì thầy vẫn giữ cái cấu trúc của cơ thang, bám từ cổ. Đây là cơ ức đòn. Rồi những cái cơ nhỏ bên trong, ví dụ như cơ vai móng gì đó nằm bên trong, mình tính sau. Rồi đây là lồng ngực nè, trong này là nội tạng này, thì bây giờ nó phải có cái gì đó nó dẫn ra miệng ra cổ, dẫn ra miệng ra cổ để nó ăn, nó đi vô chứ đúng không. Như vậy cái đường mà thầy quy hoạch ở đây á, là nó đi như vậy là cái cuống họng nó ở đây rồi đúng không. Cuống họng nó ở đây rồi, ở đây rồi. Hồi nãy cái xương gì đây, xương gì đây lồi ra đây, nó lồi ra thì mình sẽ phải phủ thịt vào, và đương nhiên nó lồi thì chấp nhận nó lồi thôi đúng không. Thì nó ra cái hình như vậy đó. Như vậy cái bả vai. Rồi trên cơ thể người thì ở dưới gai nè, dưới gai nó có cơ dưới gai không, rồi cơ tròn bé, cơ tròn lớn, thì bây giờ là y chang như thế, cơ tròn bé, cơ tròn lớn, bố trí
lý các cơ y chang, đúng không? Rồi phía sau cánh tay của mình nó có cơ ba đầu, thì nó ở đây nó cũng có cơ ba đầu. Cơ ba đầu rất lớn à, bám vào cái chỏ tay à, bám vào chỏ tay. Rồi ở đây mình cũng có lặp lại cái cấu trúc này một lần nữa à, nhưng mà đương nhiên nó sẽ không có cơ thang, nó sẽ không có cơ cổ à, và nó cần cái gì? Nó vẫn cần cơ à, dưới gai à, nó vẫn cần cơ tròn lớn để cho nó vận hành cái cấu trúc, đúng không? À, rồi nó vẫn cần cái cơ trên gai để à, kết nối với cái à, đầu xương cánh tay, và để cho à, khi nó kéo thì cánh tay có thể đánh lên trên được, đúng không? Đó, và kết nối vào, như vậy vẫn cần cơ trên gai. Như vậy thì đã đủ vận động cho cái cánh à, tay đằng sau rồi. Ở phía trước liên quan tới phần cổ, ở phía sau không liên quan tới phần cổ, nhưng phải có cơ bản để đủ để nó vận hành, đúng không? Như vậy thì vẫn có cơ trên gai. Ok. Rồi, ok, vẫn có cơ ba đầu. À, vẫn phải có đủ cơ ba đầu, và cái đầu gân bám vào đâu? Bám vào cái cùi chỏ này. À, à, đầu xương thì to hơn thì thầy vẽ to vậy thôi. À, chỗ này thì chủ yếu là đầu gân nè, gân ha. Trên cơ thể của chúng ta thì ở đây á, là có cơ gì? Ở đây nó có cơ quay nhất, cơ quay nhì, à, cũng có thể là nó dẫn xuống đây, thầy cho chúng nó to cho đây một chút. À, cơ quay nhất, cơ quay nhì và cơ duỗi chung các ngón tay gì đó thì ok, nó thành cái đám thịt to cho đây một chút. Nhưng mà xuống đây bắt đầu là gân nhiều. À, à, thì thầy thu nó lại vậy thôi. À, ở đây thầy cũng cho to và ở đây thầy thu lại, và gân xuống đây gần như là chỉ còn gân với gân gút thôi. Như vậy thầy sẽ bám sát vào hình xương, à, bám sát vào hình xương. Dưới này là đệm thịt ha, và móng vuốt móng đồ gì đó thì tùy các bạn thôi. Đó, bạn muốn thêm vào thêm kiểu gì thì thêm à, căn bản mình đã ổn rồi thì coi như là cái chuyện mà chế chảo không có thành vấn đề, móc kiểu gì cũng được à, một dài một ngắn sáu tròn gì đó cũng được, đúng không? À, rồi à, như vậy thì bắt đầu là thầy có à, một cái con thú mà à, thầy cũng muốn chỉ là mới khám phá ra nó luôn à, đây là cái gò mắt ha. À, rồi mũi đến đây là xương mũi, nãy thầy nói là xương mũi nè, thầy nói xương mũi nè, nhưng mà cái phần sụn á, nó có thể là nó sẽ ra nữa và nó sẽ khác. Ví dụ các bạn cho phần sụn phát triển lên đây à, thì cái phần sụn nó đi xuống đây ha, và nó sẽ thành cái phần mũi to như vậy chẳng hạn, cánh mũi to như vậy chẳng hạn. Đó là tùy các bạn nha. Rồi hàm trên đó, hàm trên rồi à, mõm miệng gì đó ha. À, nó có thể là à, nó lượng lượng vài dòng về cho nó ghê giống như miệng cá sấu nè đó, đúng không? À, còn răng ở trong thì à, là một cấu trúc khác, miệng nè, môi nè, đỏ môi nè, cằm nè, bám sát cằm nè, à, hàm nè. À, ở đây các bạn cứ yên tâm cứ bám sát đây, không? Bám sát đây. Bởi vì sao biết không? Bởi vì những cái cơ lớn á, ha, những cái cơ lớn ví dụ như người trên cơ thể người thì nó có cái cơ gọi là cơ cắn ha, cơ cắn là nó nằm cũng trong khu vực này rồi. À, và đây là xương ha, nó bám sát xương. À, còn đây là cơ vòng miệng thì nó cũng bám theo miệng và nó khá mỏng. À, như vậy thầy có con thú mà cứ kệ nó đi, cứ cho là nó hài hài đi cũng được. Thầy cũng biết nó là con gì, nhưng mà cái mà thầy muốn truyền đạt đó là các bạn muốn con gì thì nó sẽ thành con đó. Rất là đơn giản, đó là thông điệp của thầy. Khi các bạn nắm vững căn bản rồi thì nó là con gì thì các bạn à, đây là lỗ tai, đúng không? Lỗ tai này chỉ là cái này thôi. Còn cái mà các bạn vẫn gọi là lỗ tai, thực ra nó là cái vành tai, không? Nó là cái vành tai, không? À, nó là cái vành tai, nó không phải là cái lỗ tai đâu. Đây là cái vành tai của người á, ha. À, rồi bây giờ cái con thú thì tùy, không? Đây là lỗ tai rồi. Các bạn muốn khuếch đại cái âm lên, ha. À, nó là cái con thú gì? À, thì cái chuyện mà tai tụng gì đó của nó là chuyện của các bạn nha. À, các bạn thêm vào như thế nào thì nó là có cái hình như vậy nha. À, rồi bây giờ à, có sừng hay không có sừng cũng là chuyện của các bạn luôn. À, ở đây thì chúng ta đã giải quyết cấu trúc căn bản rồi, cho nên cái chuyện mà phụ kiện cái này nó liên quan đến những phụ kiện thì mình thích sao thì nó là vậy thôi, không? Mình thích nó hiền hòa không có sừng cái gì, hoặc là hai ba sừng gì đó thì tùy, cho nó một cái ụn xương lên. Có những con thì sừng nó mọc ngoài da, có những con nó sẽ mọc từ trong cái cấu trúc xương thì mình thiết kế luôn như vậy để nó ra vậy, không? Nó thích tai nhọn thì chỉnh lại, bởi vì đấy là phần mềm cứng đã xong đó. Như vậy thì cuối cùng là thầy có cái con vật như vậy á. Cái phần đuôi thì bây giờ xương của nó thì đến đây, xương của nó thì đến đây, thì căn bản là đuôi của nó đến đây. Nhưng mà thầy muốn là trông có vẻ cho nó cân bằng những cái cục phía trước một tí, thì thầy nghĩ là thầy cho nó một miếng lông gì đó cho nó phủ rộng đó vậy nè. Cho nó đẹp đó, là chuyện đẹp thôi. Rồi bây giờ tiếp phần dưới chân, chân thầy quên chưa vẽ nè. À, thêm chân nữa thì cho nó cân bằng thì cứ thêm chân nữa. Câu chuyện đó là câu chuyện mình thêm thắt ha.
Đó, rồi bây giờ cái con vật của thầy nó ra như vậy đó. Để coi thử có cái kiếm không biết nó lại con gì luôn. Thôi kệ, để thầy thầy dùng cái phương trắng để thầy tạm thời thầy lọc lại đây. Thì lọc lại coi thử nó có rõ hơn được miếng nào và nó ra con gì không. Khi lọc lại thì mình còn có thể là trong khi lọc đó mình chế cháo gì đó thêm, ví dụ cái này mình thích là gì đó cho nó thành nếp như vậy nè, cái sừng nó thành nếp vậy thì thích thì làm thôi đó, đơn giản. Rồi ok, câu chuyện đó câu chuyện của các bạn nha. Rồi ở đây mình muốn nó ghê ghê gì đó ha, mình cho nó dữ dữ gì 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 đó thì mình làm cho gò mắt nó dữ dữ lên, hốc mắt nó dữ dữ lên tí. Cho nó thấp xuống một tí vào cái này nè, hốc mắt thay vì là vậy thì hốc mắt dựng lên miếng, mắt cho nó ngon 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 tí thì có đầu chuyện của các bạn. Đến đây là về nguyên lý nó đã xong, về nguyên lý nó đã xong. Các bạn ở đây là cái phần detail ha, phần detail các bạn là sửa thêm gì đó thế nào không biết. Rồi như vậy thì cái phần tai của nó này đó, ví dụ cho nhọn thì sao, nhọn này chỗ này mình muốn gài góc xíu nữa ha. Cái gù ha, cái gù của cái bả vai nha, gù của bả vai thứ hai đó, và xuống phần lưng ha, lưng vẫn xuống đây, vẫn xuống đây, vẫn đây gặp cái chậu này, gặp cái cánh chậu, rồi đuôi này đi theo đuôi đi xuống. Rồi chỗ này là chỗ này thì đương nhiên là cái cửa ra rồi đúng không, đây là cái ụ ngồi nè, tương ứng với trên cơ thể mình nè. Đây là cái ụ ngồi thì đằng sau cái xương cùng và xương cụt thì ngay cái vùng này là cái vùng mà cái cửa ra của cơ thể này đó, đi ra đây nè thì hậu môn đây rồi hả. Thì đây là cái ụng hồi nè, ụng hồi đó. Rồi cơ đùi rất là nhỏ, cơ mông đó, nó không giống như mình đâu. Mình đi đứng, mình đứng thẳng thì để mà kéo nguyên hai chân ra đằng sau thì cơ đùi cơ mông nó rất lớn, nhưng mà của nó thì nó lại khác ha. Nó lại dằn cái khớp này ha, cái này mình sẽ nói sau kỹ hơn. Rồi như vậy cái mà các bạn tưởng là mông thì nó chính là cái đùi sau ha, đùi trước của nó ở đây. Trước của nó đương nhiên là nó sẽ kéo nè, cái cơ chế của cánh tay đòn này ha, nó kéo cánh tay đòn này, nó kéo này lên thì nó kéo bật cái này lên thì cái chân này nó mới ghim lại được, và cả một cái hệ thống trước sau nó ghim lại với nhau, nó tạo thành cái tư thế chân như vậy. Nhìn thấy là cái đùi này này đó, bánh chè chân này đó, rồi tới bàn chân này ha, chân sau này, gót chân này, đầu xương to to một chút này, này nhỏ lại này, cơ kiết gì đó mình tả theo cái múi cơ của nó, tứ đầu đùi đó ha. Rồi cái nếp da này đó không, ở chỗ này chân sau này, chân sau cũng vậy, chân sau nó cũng có cái nếp da mình các bạn thấy. Rồi gót chân này ha, đầu xương to to một chút, rồi vô đây ha, thịt nè chuyển từ cái xương cánh tay chuyển xuống, nhưng mà chỗ này nó hơi mập. Đến đây là bắt đầu xương ha, thì tùy nha, của cơ thể mình thì ở đây là hai đốt, nhưng mà con thú thì còn có khi là còn một đốt thôi ha. Có khi nó cần xoay cái cánh tay thì nó sẽ hai đốt ha. Đó, như vậy là cái xương, cái cơ này nè, cái chân này nó sẽ có cái phần thịt này, có thịt nó đến đây ha, thịt này đó. Rồi đến đây là nó bắt đầu nó lẫn với cái chân sau, chân sau thì cái chân trước chứ ha, chân trước thì bắt đầu là nãy thầy nói là cơ ba đầu đúng không, cơ ba đầu này tách cái này xuống và gót chân. Rồi đến đây nó sẽ có một vài cái nếp mình tách ra ha. Ở đây mình tách cho cái chân trước nè ha, mình tách một vài cơ cho chân trước, tách vài cơ cho chân trước, rồi tách vài cơ cho chân trước, chân sau tách ra ha. Rồi cái này gọi là vai nè ha, gọi là khớp vai của mình nè, thì khớp vai của nó là ngay chỗ cái khớp giữa cái bả vai với cánh tay đây ha. Rồi mẹ xuống ha, tương ứng chỗ này thì hai đầu hay là gì đó ha, cơ hai đầu của mình đó. Rồi phía sau là cơ ba đầu, rồi chỏ tay nè ha, rồi cánh tay nè, rồi cổ tay, xương đệm xương đồi gì đó ha. Rồi tới đốt bàn ha, rồi đốt ngón đó, hồi nãy thầy nói đó, chỗ này là cái chỗ đi theo các bạn cũng chơi như thế. Dạ, cổ thì cuốn họng nè đó không đó, không biết mấy con thú thì nó có dưng giống như mấy ông, nó có cục giống này không thì không biết đó. Không đùa thôi ha, đó, cuốn họng thì cấu trúc cuốn họng thì nó sẽ có phần sụn mà nó hay răng như vậy. Rồi ở đây thì cơ ức đòn ha, ức đòn chủng thì giờ mất cái đòn rồi thì chỉ còn là ức chủng ha, đó nó sẽ kéo xuống như vậy đó, và khi nó kéo thì đầu mình có thể lắc lư ha. Rồi cơ thang ha, rồi cơ trên gai ha, đó nó sẽ lẫn vào đó. Rồi đây là hàm, rồi
ở đây là miệng, đó, đó là con thú của thầy. À, đừng hỏi nó là con gì là được. À, ok, rồi tạm thời vậy đi. À, còn đẹp xấu gì đó là câu chuyện của các bạn, thầy chỉ nói cho các bạn cái nguyên lý. À, và với cái nguyên lý đó, các bạn thấy đó ha, à, rất là dễ dàng. À, thậm chí là chúng ta cũng cần suy nghĩ nhiều. À, chúng ta biết đâu là cái nguyên lý, chúng ta can thiệp vào nguyên lý và tự khắc cái hình thù của nó giống như một hiệu quả sẽ được sinh ra. Ok chưa? Cái con của thầy có vẻ như là nó sẽ baby lovely hơn nhiều. Thôi kể nó đi ha. Đây là hai cái chân của một bên nha, tất cả chân này một bên nè. Còn nếu như cái chân kia mà có đó ha, nếu mà chân bên kia thì sẽ phải vẽ cái chân bên kia ha. Đó là câu chuyện của các bạn đã nắm rồi thì vẽ thêm gì đó là chuyện của các bạn. À, đây là hàm một bên hết á. Rồi ok, tạm thời là cái bài của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Chúng ta sẽ lấy cơ sở từ cơ thể người, tất cả mọi nguyên lý hoạt động nó nằm ở đây. Chúng ta nắm được tất cả các nguyên lý ha, chúng ta nắm được cái cấu trúc vận động, nguyên lý của cấu trúc, thì cũng chính cái cấu trúc này chúng ta có thể biến tấu với tất cả các con vật. À, ở đây là thú bốn chân, hoặc là đến đây chúng ta sẽ tạo thành sáu chân. À, nhưng mà mai mốt các bạn thấy chim này, hoặc là bò sát này, cũng cấu trúc này thôi, không có gì cả. À, những con khác ví dụ như các bạn xem Avatar 2, có những cái con mà ở dưới nước, thực ra là cũng từ cấu trúc ra, gọi là động vật có xương sống. Nhưng mà nó đơn giản hơn đây nhiều. Thầy lấy cái con sáu chân này, thầy lấy con sáu chân này giống như em hỏi lại con này, là bởi vì là nó có nhiều cái để nói hơn. Cái con sâu đó, nó là cái phiên bản 2, nhưng mà thực chất là cái model của nó về mặt giải phẫu nó đã đơn giản hơn rồi. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn vào cái chương trình sau.